đến từ lớp 3 tuần 1. Mình tham gia cuộc thi Thanh Bình Idol này chủ yếu là để tìm cái gì đó mới mẻ cho mình, và mình cũng rất là yêu thích ca hát. Số thời gian của mình là 84, mong các bạn ủng hộ cho mình nha. Chào các bạn, mình tên là Vũ Nguyễn Trâm Anh, mình học lớp 11B17. Mình đến với cuộc thi này là mình vì mình yêu ca hát. Nếu các bạn thích mình thì ủng hộ cho mình nhé. Mã số của mình là 6. Chào các bạn, mình là Vương Dung, lớp 10A12. Mình đến với cuộc thi này với mục đích là yêu thích âm nhạc và muốn thử sức mình. Các bạn mình chọn cho mình. Chào các bạn, mình tên là Võ Hoàng Nha Thụy, học lớp A16. Mình đến với cuộc thi này bởi vì mình rất yêu thích âm nhạc và với hy vọng là mong muốn chiến thắng. Số bài danh của mình là số 100. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Cao Lê Thị Trinh, học lớp A16. Mình đến với Thanh Bình Idol nhằm thể hiện khả năng ca hát của mình và niềm đam mê âm nhạc từ trong trái tim mình. Vâng, số bài danh của mình là 99. Mong các bạn mình tên là Thủy Đan, mình học lớp 12C6. Sở thích của mình là chơi piano và đọc sách. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Úc Đạt, hiện mình đang học lớp C9. Hôm nay mình rất vui khi được tham gia chương trình này và mình rất mong được sự ủng hộ và bình chọn của các bạn. Xin chào các bạn, mình tên là Phương Hiếu, mình là học sinh của lớp C9. Mình đến với chương trình này với niềm đam mê ca hát. Các bạn hãy ủng hộ cho mình nhé. Mã số của mình là 32. Mình tên là Lý Hải Quỳnh, là học sinh lớp C12. Hôm nay mình đến với chương trình này với mục đích là giao lưu với tất cả các bạn và với niềm đam mê ca hát của mình. Các bạn hãy bình chọn cho mình nhé. Chào mọi người, mình là Huỳnh Thị Diễm Trinh, mình học lớp 8D. Đến với cuộc thi này mình muốn khám phá tài năng của mình. Mã số của mình là 13. Hi, chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Nói Trung, mình đến từ lớp 12C6. Chúng rất vui được tham gia chương trình này. Mã số mình chọn của Trung là 15. Các bạn mình là Trịnh Thị Trâm, lớp 12C5. Mình đến cuộc thi vì yêu thích ca nhạc. Mã số của mình là 14. Các bạn hãy bình chọn cho mình nha. C17, mình đến với cuộc thi mình đã rồi là để tỏa cái niềm đam mê ca hát và mong được tất cả các bạn ủng hộ. Chào mọi người, mình tên là Trung Văn Tiến Đạt, mình học lớp 11B10. Mình đến với cuộc thi này vì niềm đam mê ca hát và số hóa danh của mình là 55. Tên của mình là Nguyễn Văn Ly, học sinh lớp 77. Hôm nay mình đến với cuộc thi Thanh Bình Idol mà muốn thể hiện tài năng ca hát của mình và đó chính là sở thích của mình. Xin các bạn ủng hộ cho mình nhé. Mã số của mình là 52.